Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Và hôm nay là cái ngày mình về quê á. Và mình sẽ giờ mình sẽ đủ trinh lão quá bộ đi về mặt tích cho các bạn. Tại vì đồ mình đã cũ hết rồi, có những cái quần trinh nó bị rách nè, nên nó mắc kỳ lắm. Nên là bây giờ mình sẽ ra mình mua. Bây giờ mình sẽ ra cái đường trang bi nè, link và dạo dạo mình đừng có nhà thử. Đó, đồ gì mình sẽ mua, mình sẽ bán cho các bạn xem nha. Con thử giá đồ tết ở Sài Gòn như thế nào và những cái tiệm nó ra sao nha. Rồi, ok, bây giờ rồi các bạn, đây là cái tiệm đồ mình sẽ mua nha, ở địa chỉ là 265 Đặng Bi nha. Cô ơi, có cái quần jean không cô, trông coi thử. Dạ, à bao dép hả? Rồi rồi rồi, con cũng biết nữa, lựa thử con cũng không biết xong xay. Nói chung mà đừng có rách, con không thích rách nha. Chắc cỡ hết 30 sao á, 30 cái cửa đó. Đó có loại bao nhiêu con? Không mua loại nhiêu. Vừa vừa thôi, cỡ 200 mấy, 250 cái cửa đó. Cái này hàng xịn nè, nhiêu rồi. Cái rồi, mức 30 quá, bây giờ về. Không biết thử thử chứ còn chưa biết chính xác. Thôi thôi thôi, thử được cái này. Cái này là bao nhiêu con? Cứ vô thử con thấy được. Ê, coi thấy giá nhiều. Cái này mới quần thế luôn. Mắc là bao nhiêu chứ? Cái này con 300 á. 300? Ờ. Cái này 200 mấy nè. Đẹp quá rồi. Cái gì? Cô tử luôn. Thế là xin á. Cô tử chưa bán về chứ. Đi qua chưa? Chưa, bên nào cũng về nè. Vô đi. Mày ở đâu ạ? À? Con của Ngã. Nhưng mà bây giờ mày ở đâu? Con ở Trăng Ai nè. Vô, mua cho bán về thôi. Ủa, con còn cái loại khác không? Con có cái nào mà lành luôn không? Lành luôn phải không? Dạ, lành luôn á. Con ăn mấy cái lành luôn thôi. Đây. Lành luôn, đẹp lắm. Để chỉnh luôn. Cho tử lên không? Thì em thấy là mừng. Cái này là nhiều. Cái này lấy con 22 thôi, ăn rẻ luôn. Giờ mình bán con luôn. Để vô thử hả? Vô thử đi. Ờ, chỗ nào cô? Ờ, à, lấy mấy cái thử luôn cho rồi đi. Cái mấy công ra mình lum hết. Cái này có cái gì không ạ? Cái này chắc sợi rộng á. Rồi rồi rồi. Có thì kiếm mấy con không rách nha. Thử ở đâu cô? Trong này hả? Rồi. Cô có đây cô có cát cái tay được không? À. Ờ, con đâu có tiền đâu mua chứ cô. Cái này đi, cô có một khóa không? Hả? À, đi con coi mấy loại thử. Cái này cái này vừa nè. Nó lưng quần là vừa á. Dạ. Lấy gì? Lịch gì? Lịch treo qua đó chưa? À, chắc cô không cần đâu. À, không có để nó coi là cái kiểu nào. À, con về là 504, à là 504 nghìn.
Dạ cái thoảng nó mua rẻ. Nhưng mà nó không có cơm. Cơm tự ăn. Dạ. Còn cái xe mà đúng của quê á là nó lấy tới 800 mấy, 900. Kìa thì. Năm ngoái con cũng mua mấy cái quần riêng của cô này đâu. Tiền mua. Có gì gì ra đây. Có cái loại nhỏ hơn size không? Cái loại này, cái áo này. Đó, thử rồi, cái đó mẹ thấy nó hơi rộng. Thấy rộng rồi. Con thấy rộng rồi. Tao lấy con cái quần đó đi cô. Cái áo này nó rộng, hơi rộng á. Đây đây, còn cái quần riêng nãy á. Cái quần riêng đó. Áo nào? Không, mấy kiểu đó không coi rồi. Đó, mặc rồi. Mặc rồi, cái này nát mặc rồi. Rau, cũng có rồi bạn. Thôi, cô lấy cho con cái quần đi nhảy đi. Quần. Không, cái quần thôi, con lấy quần. Cái quần thôi, cái quần nãy rồi, mất tiêu rồi. À. Cái nó rộng quá, sao không mua được. À. Không, để dành tiền mua cái khóc cũng. Đủ quá, ở nhà có gì mua cái này với cái quần đó thôi. Với cái này là cô lấy con nhiêu? 120. Đây. Rồi. Đây cũng rơi vô. Trời. Con lâu cũng rơi mua cô hoài mà. Nhờ con gặn cái này. Từ từ. Tiền đâu mua vô. Đâu con đi con.
Đó, như vậy các bạn, mình đã mua xong một cái quần jean nha. Thì cái quần này mình mua 220. Để lát nữa mình về mình thử cho bạn xem nha. Đó, địa chỉ là 265 Đặng Văn Bi nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ vào mình kiếm ốc phát nha. Chị ơi, mình có ốc phát không chị? Mình có ốc phát không chị? À, đây, đây. Cao cả cây hả? Mấy lò này là bao nhiêu? 300. Ôi, không có mấy lò kia. Rồi, thôi cảm ơn nha chị. Vậy là ở đây không có loại khoác nào đẹp các bạn. Nó ít lắm. Còn mình không có mấy loại cà kỳ hết chị. À, một mỏ thôi. Cái loại bao nhiêu chị? Cái này bao nhiêu? 579. Có loại khác nha. Thôi cảm ơn nha chị. Dạ. Tùy hết nó đẹp mà mua nó. Chị lấy mà chị lấy thử cái màu. Rồi, áo da không thích. Giờ mặc áo da mà xem. Rồi lấy tìm cái đó anh chú. Đây hả? Có một cái màu xanh. Dạ dạ. Dạ dạ. Cái loại này là bao nhiêu chị? À, đây.
Ủa đây nó khó lẹ nè. Bấm lại nè. Sao cái này qua khi mà thử mát cái này nó mát cái này thì nó bấm tao đi chơi xe khách chứ xe lắc mà chơi đó. Trong phụ kiện em phải nhớ nè, nữa vô chắc cỡ 1.3 triệu nữa đó. Nó bán nó cũng thiếu một kiện nhiều. Chị hay đi phượt không? Chị có hay đi phượt không? Phượt trong chút. Cái này nó hay dài quá rồi. Đường đi xa mới qua chứ còn đeo làm biến gỡ ra đó. Còn đeo luôn. Dạ là anh cái đó. Cái này có nè. Bây giờ đâu có chờ tao.
em bận á. À chị, cái lọ này mà có cái màu khó không? Ấy cũng một lọ đó. Đó à. Nhưng mà khác rồi, đó là khác rồi. Nãy em thử rồi. Rồi lấy cái này đi. Tại em ăn mồi màu nó tối tí á. Có sao hút luôn rồi. Nghĩa là bao nhiêu chị? 1, 2, 3, 4. Đó, như vậy là các bạn, mình đã mua xong cái áo khoác nha. Thì 400. Thì ra là mình thấy có những chỗ khác thì đã bán cũng loại này mà cỡ 300 mấy á. Nhưng mà thôi, tới đây rồi thì mua luôn cha đi. Lên 50. Đỡ mất công. Với lại mình thấy cái áo này nó cũng đẹp các bạn. Mặc nó cũng vừa vặn. Tại mình kiếm những áo vừa vặn vậy thôi, mình không thích mặc rộng quá. Cái áo này lâu đi chơi mới mặc thôi.